Hello, chào cô chú anh chị. Hôm nay tiếp tục quay lại cây trắc nghệ cho cô chú anh chị xem. Hôm nay bung mầm mạnh hơn vừa rồi Hiếu quay nè. Nhìn phê không cả nhà? Lá non mơn mởn. Cây này chỉ còn chờ tháo dây nữa là xong luôn nha cả nhà. Lụa bành sống, bành gân của nó rất là đẹp. Nhầm trắc nghệ này rất là mạnh. Sức sống nó rất mạnh cô chú anh chị. Cây hình chữ S dán bản đồ Việt Nam. Quá đã luôn cô chú anh chị ơi. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video nha.